Kính thưa quý vị khán giả, những cơn mưa đầu mùa xuất hiện cũng là thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng phát. Vậy làm như thế nào để chúng ta phòng tránh cũng như là đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình? Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình 5 phút sống khỏe để chúng ta được tư vấn rõ hơn quý vị nhé. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, sốt xuất huyết nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nào ạ? Đối với trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ thấy là tình trạng là sốc thể tích, giống như là tình trạng là mất dịch ra bên ngoài, sẽ là một nguy cơ mà trẻ có thể dễ dẫn tới nhập viện và thậm chí có thể tử vong luôn. Thì sốt xuất huyết sẽ có những cái dấu hiệu nhận biết nào ngay từ sớm để phụ huynh có thể kịp thời theo dõi sức khỏe của con em mình ạ? Đầu tiên là sẽ là triệu chứng sốt của con, nhưng mà đặc biệt là có những bé thì có thể là lạnh tay, lạnh chân, và trên phần da của con thì sẽ có những cái chấm xuất huyết. Nếu mà mình căng cái bề mặt da ra thì cái chấm xuất huyết đó nó không có biến mất. Ngoài ra thì con sẽ rất là khó chịu, mệt mỏi, lừ đừ, bé sẽ bỏ ăn nè. Có những bé thì mọi người thấy có lờ đờ nữa, có nghĩa là bé không có tỉnh táo, ly bì nhiều hơn. Có những bé thì sẽ là chảy máu mũi nè, chảy máu lợi trên răng chẳng hạn. Và như vậy thì những cái thời điểm đó phụ huynh cũng nên đưa con đi khám để kiểm tra coi đúng là con bị sốt xuất huyết hay không. Về việc điều trị thì thậm chí có một số ca trường hợp nhẹ thì mình vẫn có thể điều trị sốt xuất huyết tại nhà cho con. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, bên cạnh việc mà chúng ta có thể điều trị tại nhà thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo để mà các bậc phụ huynh phải nhanh chóng đưa con em mình đến bệnh viện ngay lập tức ạ? Đối với là điều trị tại nhà thì chủ yếu là mình sẽ bù dịch nè cho con, uống nhiều nước, bù điện giải cho con, tăng cường sức đề kháng bằng vitamin C cho con, ăn nhiều những cái thức ăn lỏng mềm dễ tiêu hóa để hạn chế tình trạng nôn ói của con. Nếu mà ba mẹ thấy tự nhiên con đang sốt rất là cao, sau đó con lại lạnh người đi, hạ sốt, nhưng cái thời điểm khoảng là 4-5 ngày đó thì mọi người thấy là con lại uể oải hơn, ly bì nhiều hơn, có những bé sẽ khó thở nè, và có những bé có những dấu hiệu là tím tái nè, thì ngay những thời điểm đó là những thời điểm nguy hiểm mà phụ huynh hãy nhanh chóng đưa con điều trị. Tại vì những tình trạng là mất dịch ra bên ngoài, thoát dịch ra ngoài lòng mạch dẫn đến tình trạng cô đặc máu thì đó là cái nguy cơ dễ xuất huyết ở trẻ và thậm chí là xuất huyết nội tạng ở trẻ, và lúc đó thì mình phải đưa con đi cấp cứu. Dạ thưa bác sĩ, vậy là thế nào để chúng ta phòng tránh được việc mắc sốt xuất huyết ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là cứ mũi sinh sôi phát triển là con trẻ là sẽ dễ bị sốt xuất huyết. Và lưu ý là không chỉ là con nít bị đâu mà thậm chí là người lớn cũng có thể bị sốt xuất huyết nữa đó. Thì cách một đơn giản nhất là chúng ta phải diệt lăng quăng, bọ gậy, làm sao hạn chế tiếp xúc với mũi. Ví dụ như ở những khu vực nào mà mũi nhiều thì chúng ta phải dùng biện pháp là xịt mũi chẳng hạn, ngủ thì ngủ mùng. Có khi con trẻ thì mình phải mặc quần áo dài tay, dài chân cho con, thoa kem xịt mũi lên những cái phần da của con nữa. Thì những biện pháp đó là những cái cụ thể nhất để chúng ta có thể dự phòng sốt xuất huyết. Dạ thưa bác sĩ, khi một đứa trẻ mắc sốt xuất huyết thì cha mẹ nên chăm sóc cũng như là áp dụng chế độ dinh dưỡng như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta nên hạ sốt cho trẻ bằng nhiều cách. Sau khi dùng thuốc hạ sốt thì mình có thể cho con mặc đồ thoáng mát, thoải mái ở nhà ha. Đồ ăn của con đừng ép con ăn, tại vì thời điểm này con rất là dễ nôn với buồn nôn á. Mình nên chia nhiều cữ nhỏ ra trong ngày và cho con ăn mỗi lần một ít thôi. Và bọn trẻ thì nên được ăn những đồ ăn lỏng, mềm, ví dụ như là cháo nè hay là canh súp nè, thì con sẽ dễ hấp thu hơn. Nên bổ sung vitamin C cho con, có thể là từ nước ép trái cây, hoặc là có thể bổ sung những dạng vitamin C bằng đường uống cho con để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Và đồng thời phải nói trẻ uống nước, tại vì tình trạng sốt cao, chưa kể là tình trạng xuất huyết, có nghĩa là có thể thoát dịch ra bên ngoài lòng mạch, thì nếu mình không bù dịch điện giải đủ cho con thì đó là nguy cơ dẫn con phải có thể phải nhập viện. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.